Cảnh tượng thật khó tin, dường như một cây chổi lửa đang quét dọc một hàng cây, gây ra nhiều đám cháy. Đó là sức phá hủy của thứ vũ khí tự chế mới của binh sĩ Ukraine, máy bay không người lái UAV, được trang bị đầu đạn nhiệt nhôm, về cơ bản đã biến UAV thành loại súng phun lửa đáng sợ. Đoạn video do Lữ đoàn 108 của Ukraine chia sẻ cho thấy, những UAV này phóng ra luồng nhiệt nhôm nóng chảy vào nơi được cho là vị trí của quân Nga ở vùng Donetsk. Nhiệt nhôm, tức hỗn hợp gồm sắt oxy và bột nhôm sấy khô, khi bị đốt cháy có thể đạt nhiệt độ đủ cao để làm tan chảy thép. Tuy nhiên, nhiệt nhôm được cho là ít gây sát thương hơn so với phốt pho trắng hoặc napalm, một loại chất lỏng dễ bắt cháy được sử dụng trong chiến tranh. Dù chưa có nhiều thông tin rõ ràng về UAV trang bị nhiệt nhôm, nhưng đây được xem là bước tiến trong sử dụng UAV của Ukraine, cho phép Kiev tấn công các vị trí của Nga, đặc biệt là ở những khu vực rừng rậm ở miền đông. Một số chuyên gia cho biết đạn nhiệt nhôm đã trở thành vũ khí được ưa chuộng của Ukraine, đặc biệt là để phá hủy các phương tiện bị Nga bỏ lại trên chiến trường. Trong vai trò vũ khí gây cháy, nhiệt nhôm có hạn chế là không gây cháy ngay lập tức, nhưng có thể tạo nhiệt độ cao trên một khu vực nhỏ trong thời gian dài hơn. Nhiệt nhôm được phun từ UAV tạo ra một trận mưa các giọt kim loại nóng sáng trắng. Binh sĩ có thể an toàn nếu ngồi bon kè hoặc đội mũ bảo hiểm và áo giáp và không nhìn lên. Tuy nhiên, đám cháy do nhiệt nhôm gây ra sau đó có thể lan rộng, buộc binh sĩ phải rời vị trí. Đám cháy gây nhiệt độ cao và khó dập tắt nó, làm dấy lên mối lo ngại về thương vong cho dân thường. Trên thực tế, hồi cuối năm 2022, chính Ukraine đã cáo buộc Nga vi phạm nguyên tắc nhân đạo khi sử dụng bom nhiệt nhôm. Việc Ukraine sử dụng UAV phun lửa nhiệt nhôm cho thấy UAV đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong cuộc chiến ở Ukraine, khi giờ đây chúng được cải tiến công nghệ liên tục để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.